nằm ở phía hạ nguồn dòng sông Loan. Cảnh Dương là một trong các làng biển có lịch sử hình thành khá lâu đời tại Quảng Bình. 372 năm hình thành, miền đất cửa sông Loan vẫn là ngôi làng biển khá tiêu biểu về văn hóa và lịch sử. Là một trong bạt danh hương của tỉnh Quảng Bình, Cảnh Dương không chỉ là nơi có vị trí địa lý thuận lợi về quân sự, an ninh quốc phòng, mà làng biển cổ kính bên chân sóng là nơi nổi tiếng với những giá trị văn hóa phong phú và độc đáo. Như bao làng biển nằm trong dải biển Quảng Bình, làng Cảnh Dương cũng với tập quán lao động gắn liền với công việc đánh bắt tôm cá, người Cảnh Dương không chỉ cần cù, chịu thương, chịu khó mà còn kiên cường trong đánh giặc và đầy sáng tạo trong cuộc sống. Những giá trị tinh thần được sản sinh từ lao động hay các hoạt động văn hóa gắn liền với tập quán tín ngưỡng đã góp phần làm nên một Cảnh Dương đầy khác biệt. Qua 372 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành thì ngoài cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì Cảnh Dương vẫn giữ lại những cái nét văn hóa mang tính truyền thống của làng biển Cảnh Dương như hát ru, chèo cạn rồi và một số các cái hoạt động văn hóa văn nghệ khác. Thì theo định hướng của địa phương thì để giữ gìn và phát huy những cái nét văn hóa và truyền thống của Cảnh Dương thì quan điểm chỉ đạo của Cảnh Dương của địa phương thì vẫn tiếp tục duy trì và phát huy những cái nét văn hóa của làng biển Cảnh Dương. Mồ hôi thấm đẫm với nước biển mặn mòi, cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn không làm mất đi niềm khát vọng vươn đến cuộc sống bình yên. Vì thế mà những câu hát ru vẫn ngọt ngào cất lên như cách đây hàng trăm năm trước người Cảnh Dương đã từng hát. Hát ru Cảnh Dương không giống hát ru ở bất cứ nơi nào trên dải đất hình chữ S. Đó không chỉ là lời ru thấm đẫm tình phù mẫu, mẹ ru con, bà ru cháu, chị ru em, người Cảnh Dương ru con trẻ bằng tiếng hát của cha, của ông, và bất cứ một người Cảnh Dương nào cũng được nuôi lớn bằng tiếng ru bùng bống bùng bùng. Và không một người Cảnh Dương xưa nào không biết hát ru. Hát ru vần giai điệu ru như nhịp điệu của sóng gió để truyền tải thông điệp cuộc sống. Người ru sử dụng thơ lục bát để hát. Hát ru không chỉ hát bên cạnh võng mà người hát còn có thể cất lên khi đang lao động. Người hát mượn lời ru để giải tỏa nỗi lòng. Đó là lời nhắn gửi của người vợ, người mẹ, người bà và người em gái ngóng đợi người đàn ông ngoài khơi xa. Đó là lời người đàn ông ngoài biển cả hướng về đất liền gửi những lời thương nhớ. Sống đói mà lo tay anh tát nước miệng anh họ kéo neo một là em thấy đói mà chỉ hai là xa quê mà buồn sông sâu phải kiếm sáo dài cửa nhà anh đang bận chiêm một người cho lạnh thuyền thang mà đậu bên sang thấy anh vất vả cơ hàng em thương thuyền thang mà đậu bên chị anh không vất vả lấy
gì nuôi con hỏi hỏi bồng 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 bà ơi bà thôi gió đông cho ghé tôi xuống cho chồng bà lên nhỏ bòn 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 lên chùa thấy Phật muốn tu về nhà thấy mẹ mà tu không thành nhỏ bòn 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 tu đâu cho bỏ tu nhà nhường cha kính mẹ cũng là đi tu em bồng 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 chín trời ai dễ đêm lông nuôi con ai dễ kể công thằng ngày bồng 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 nuôi con ai kể tiền cơm mà nuôi chồng ai kể công ơn với chồng bòn 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 mẹ không ước sữa sang giàu mẹ mong con nhớ nơi nào xin con bòn 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 ra đi anh rằng em rằng đâu hơn em lấy đâu bằng đời anh nhỏ bòn 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 đời anh thì tuổi em cao thì riêng em lạc má đào em phải bòn 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 ngồi buồn như mẹ ta xưa miệng nhai cơm bung lưỡi lửa cả xương bòn 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 ngày xưa ông bà ngày xưa cái thời hàng mấy trăm năm á là ông bà đã sinh ra cái làng điệu như vậy, cho nên bây giờ lần lượt những thế hệ các ông bà cố sơ của như mẹ đây đi trước rồi đến lần lượt như các mẹ là cứ học theo như vậy, cho nên là đi các nơi khác là họ không biết cái điệu du này. Mình rất tự hào ở một cái chỗ là riêng của quê hương mình, chứ cả nước không có ai có cái điệu du như vậy. Nằm trong dòng chảy văn hóa biển Quảng Bình, cảnh Dương với tập quán thờ cá voi và mỗi năm đều diễn ra lễ cầu ngư cầu mùa. Đó là lúc tiếng hát chèo càn cất lên át tiếng sóng gió. Chèo càn Cảnh Dương vẫn là hình thức diễn sướng bá trạo, mô phỏng công việc chèo thuyền với 6 đến 8 người chèo và người hát cái, người số con. Chỉ khác người Cảnh Dương không vận dụng mái ba, mái nền, mái dài để hò chèo càn, mà giai điệu của chèo càn Cảnh Dương được vận dụng từ ba khổ hò riêng biệt: hát mở, tú sướng gần với hát tuồng bồi, hát ri ha và hát số khoan. Cảnh Dương ấy thì nó rất nhiều cái văn hóa di sản trước đây mà ông bà chúng tôi để lại, mà không phải là của Cảnh Dương nữa, đó là của Cảnh Dương, của Quảng Bình và của Việt Nam, mà đó cũng là của cả cái thế giới này. Cho nên với bản thân tôi thì tôi thấy cái đó nó giá trị lắm. Vì ông bà mình nghĩ trước đây chữ nghĩa đâu có nhiều đâu, thế mà sao họ lại làm những cái văn từ rất hay, mà nhất là Cảnh Dương có nhiều cái làn điệu, thí dụ như chèo cạn, rồi thì ru con. Ru con chứ không phải hát ru đâu, Cảnh Dương có cái ru con chứ không phải là hát ru mà nào. Là vì có thể là bà ru cháu, mẹ ru con,
rồi thì lại là có thể là lại là cha ấy, là du con nữa, nó giá trị đến nước như thế. Một đứa con, hai vợ chồng lấy nhau một đứa con ấy là một năm hai năm thì về được một chục cân cá, hai chục cân cá, ai đi bán cho vợ phải đi bán, thế chồng ở nhà lại du con, nó giá trị cái đó. Thì bản thân tôi nghĩ như thế, ông bà mình, tổ tiên mình để lại như thế thì biết bao nhiêu mồ hôi, biết bao nhiêu công sức của tổ tiên ông bà mình. Tôi mới nghĩ như thế, tôi thấy nó là giá trị. Cho nên tôi cứ như thế, cứ ngày ngày thì cứ là đâm là đi làm những cái là lưu giữ lại, rồi đi sưu tầm, rồi để mà chắt lọc nó lại cho nó cho đời về sau. Cho nên cứ đi tìm các con các cháu để mà dạy cho họ, để cho họ là giữ gìn lại, chứ không nữa rồi đây mình mai sau mình đi rồi nó thất truyền đi, nó buồn lắm. Một mình anh trái trống liền chèo hùa lấy ai tát nước sang lèo cho anh. Lấy anh thấy đói đỉnh lo hôn, tay anh tát nước miệng hò kéo nêu bùng 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 hồ hề ra đi thì khổ mình ta, ở nhà thì đói cái bà liền con, bùng 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 hồ hề ra đi thì sợ lỗ mồi, ở nhà thì lại đứng ngồi không yên, bùng 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 hồ hề cha mẹ muốn ăn cái khiên cho nên anh phải đóng thuyền ra khơi, bùng 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 hồ hề lối la ba ơi lối la, đã mất giấc ngủ lại xa có đường trèo, bùng 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 hồ hề không bằng gặp trước cái làn leo, đã nhảy đường trèo được rào con ăn, bùng 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 hồ hề. Hiện nay tại Cảnh Dương còn lại rất ít người biết hát chèo cạn. Nghệ nhân Phạm Ngọc Thức là một trong số người còn lại ấy, vẫn cần mình để sưu tầm và phục dựng các di sản văn hóa của quê hương. Cụ Thức năm nay đã bước sang tuổi 80. Các học trò của cụ cũng là những tình nguyện viên đầy năng nổ, nhiệt tình, cùng chung một tâm nguyện để các giá trị văn hóa của Cảnh Dương không mất đi. Thầy và trò Phạm Ngọc Thức đang làm sóng dậy các điệu hát đã từng đứng bên lề báo đồng mai một với thời gian. Làng ta mở hội cầu ngư, mừng ngày lễ hội đêm ở rằm tháng giêng, khấn trời lay đất bốn phương mưa hòa gió thuận, cầu mong ở đức bà đức ông trong cõi tâm linh, thanh tâm phụng sự cổ kim lưu truyền. Vậy hôm nay là ngày vui trọng đại, bàn lái chúng ta ở đâu đó chỉnh tề, nắm chắc tay chèo
ta rước con thuyền Đức ông Đức bà về cõi tâm linh ra. Hô khoan đến năm thời Kinh Tý Thái Bình ra. Hô khoan Đức bà tuổi thọ ra. Hô khoan gặp dân rước ngã về ra. Hô khoan hiền linh thời hồ kẻ có làm nghề là hô khoan Đức bà tuổi thọ ra. Hô khoan gặp dân rước ngã về ra. Hô khoan hiền linh thời hồ kẻ làm nghề ra. Hô khoan cá dạy ruốc kỳ được ra. Hô khoan mỏi bể rinh yên ra. Hô khoan năm màu thân Đức ông vô ra. Hô khoan tận tâm thời phụng sự ra. Hô khoan ngài cho dân ngã tình ra. Hô khoan nay mừng tư tiết mẫu thân ra. Hô khoan trời sinh thời thanh thượng ra. Hô khoan duy tính trị vì ra. Hô khoan hạ thanh thời hải yên bôn bề ra. Hô khoan ngư ông thời thượng thọ ra. Hô khoan trở về cõi tiên ra. Hô khoan lênh đênh tới rào khắp mọi miền ra. Hô khoan tìm nơi thời đất tốt ra. Hô khoan dân hiền ghé vô ra. Hô khoan cảnh dương thời vui thu mới hại hồ ra. Hô khoan xa vòng thời trông thấy ra. Hô khoan rước vô lạch ở nhà ra. Hô khoan ngầm ấm nồi trống mới đồng lá ra. Hô khoan nghe tin thời làng nước ra. Hô khoan xót xa nào nung ra. Hô khoan Đức ông thời nhâm phía có bắc cả đồng là bắc có thì qua na phủ là bơ khoan bơ khoan bơ khoan vôn dòng là kiệt nhi là hò khoan mấy tầm thời mắt thượng có vương phi là hò khoan xó bê thì tài sắc là bơ khoan bơ khoan bơ khoan bôn bề thánh tân là hò khoan có quan tả lô mới đại thần là hò khoan ở bên thì bắc ca quốc là bơ khoan bơ khoan bơ khoan vũ dân mới giúp đời là hò khoan kể từ nam việt có sáng chơi là hò khoan bệnh truyền thì chợ tám là bơ khoan bơ khoan bơ khoan về nơi có hải thần là hò khoan cũng đều áp vía mới đồng á tân là hò khoan lệnh truyền thì ta khẩu là bơ khoan bơ khoan bơ khoan lần lần và phán ra là hò khoan lệnh ông thời bàn với có lệnh nhà bà là hò khoan tháng ba thì mười a bốn là bơ khoan bơ khoan bơ khoan để mà tống chung là
họ phản tống chúng thời cờ phất tuy ầm á ầm là họ phản xa phương thì biết ta khách là bơ khoan bơ khoan bơ khoan cũng vào cầm dây là họ khoan âm phủ thời mặc trương mới ai hay là họ khoan giờ dân đi vào á buổi là bơ khoan bơ khoan bơ khoan để mà tống chung là họ khoan à lý khoan là họ khoan là khoan à lý khoan ta khoan.